Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng bóng đá cuối ngày hôm nay, ngày 19 tháng 3 năm 2024, cùng kênh Kim Thành Vlog. Harry Kane lập kỷ lục. Bellingham không phải là vấn đề với Real. Felix lại gieo sầu cho Atletico. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng bóng đá cuối ngày hôm nay cùng kênh Kim Thành Vlog thưa quý vị. Bayern mạnh tay cải tổ tuyến giữa. Thông tin được tờ Quai đăng tải, ban lãnh đạo Bayern Munich đang cân nhắc nghiêm túc quyết định bán tiền vệ Kimmich trong phiên chợ hè 2024 tới đây. Đã có những căng thẳng trong quá trình đàm phán dàn hợp đồng giữa tuyển thủ Đức với đội chủ sân Allianz Arena. Lý do là bởi Kimmich đòi hỏi mức lương quá cao, phá vỡ khung lương của hùng xám. Hợp đồng của đôi bên sẽ đáo hạn vào mùa hè 2025, nên nếu Kimmich không chấp nhận gia hạn, Bayern nhiều khả năng sẽ ra quyết định mạnh tay. Arsenal lo thiếu trụ cột khi đấu Man City. Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 giờ Hà Nội, Arsenal sẽ hành quân đến sân của Man City trong trận cầu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng huấn luyện viên Arteta đang lo lắng ở vị trí trung vệ khi Gabriel Magalhães dính chấn thương. Huấn luyện viên của đội tuyển Brazil thông báo rằng trung vệ Gabriel phải rút lui khỏi đợt tập trung tháng 3 của đội vì chấn thương. Nếu Gabriel không kịp bình phục để cùng Arsenal đấu Man City, đó sẽ là sự thiếu hụt lớn của pháo thủ. PSG đang âm thầm đàm phán với AC Milan vụ Leao. PSG đang gấp rút tìm người thay thế Mbappe. Theo nguồn tin của tờ El Equip, tiền đạo Rafael Leao của AC Milan là cái tên được huấn luyện viên Luis Enrique lựa chọn khi đặt lên bàn cân so sánh với Marcus Rashford cũng như Nabri. Vì thế, đội bóng Pháp đang âm thầm đàm phán với đội bóng chủ quản AC Milan. Tham vọng của PSG là chốt xong thương vụ này trước khi Leao tham dự vòng chung kết Euro 2024 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Real Madrid nỗ lực đưa Hakimi trở lại. Mùa hè 2024, Real Madrid dự định sẽ hút máu PSG. Không chỉ sáng cửa chiêu mộ Mbappe miễn phí, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha còn muốn đưa hậu vệ cánh phải Hakimi trở lại Bernabeu. Tuyển thủ Morocco này ăn tập tại lò đào tạo của Real từ năm 2006 đến 2016, sau đó được đôn lên đội trẻ và đội một Real. Tuy vậy, khi đó đàn anh Cavara chơi quá tốt, không có cơ hội thi đấu nên Hakimi đành ra đi tìm cơ hội. Giờ đây Real đang muốn đưa cầu thủ 25 tuổi này quay về. Chelsea chốt mức phí cho người thay thế Thiago Silva. Chelsea đang chuẩn bị chiêu mộ hậu vệ Lenny Ioro để thay thế Thiago Silva, người hết hạn hợp đồng với đội bóng thành London vào cuối mùa giải năm nay. Theo The Standard, Chelsea quan tâm đến hậu vệ Lenny Ioro khi họ cân nhắc các phương án phòng ngự khi Thiago Silva ra đi. Ioro đã có một mùa giải đột phá ở Pháp, khiến Real Madrid và PSG cũng để mắt đến cầu thủ 18 tuổi này. Trung vệ được mệnh danh là Rafael Varane mới, khi anh đã có 34 lần ra sân mùa này và ghi được 2 bàn thắng. Manchester United và Liverpool cũng từng được liên hệ với hậu vệ tuổi teen này trong quá khứ. Huấn luyện viên Chelsea, Pochettino đã để Silva ngồi dự bị trong hai trận đấu gần nhất tại Premier League. Ten Hag vẫn gặp khủng hoảng ở hàng phòng ngự khi Fofana, James và Levi Colley vẫn ngồi ngoài. Khi mà Silva sắp hết hạn hợp đồng và rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do, Pochettino cho rằng Ioro sẽ là sự thay thế hoàn hảo. Lille chắc chắn sẽ không bán rẻ ngôi sao của mình, họ tin rằng Ioro có tiềm năng để trở thành trung vệ xuất sắc nhất thế giới trong tương lai. Tuy nhiên, Chelsea hy vọng số tiền 30 đến 35 triệu bảng sẽ giúp họ có được điều mình cần. Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. João Felix lại gieo sầu cho Atletico. Là cầu thủ được Atletico gửi sang Barca theo dạng cho mượn, nhưng tiền đạo Felix lại rất hay làm tổn thương đội bóng chủ quản của mình. Trong trận Barca đè bẹp Atletico 3-0 ngay tại xà huyệt đối phương mới đây, chính Felix là người đã ghi bàn mở tỷ số. Khi đang chú ý, ở trận lượt đi Felix cũng làm tung lưới đại diện thủ đô Tây Ban Nha, giúp Barca giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu. Kể từ khi chuyển tới Barca hồi đầu mùa, cầu thủ người Bồ Đào Nha mới ghi 6 bàn ở La Liga, thì hai trong số đó là những bàn khiến Atletico phải tay trắng rời sân. Harry Kane lập kỷ lục. Với cú đánh đầu đập đất làm tung lưới Darmstadt giúp Bayern đại thắng 5-2, tiền đạo Harry Kane đã có bàn thắng thứ 31 chỉ sau 26 lần ra sân ở Bundesliga mùa này. Như vậy, anh đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ngay ở mùa giải đầu tiên tham dự sân chơi số 1 nước Đức. Đây là chiến tích thực sự đáng nể nếu biết rằng. Đáng tiếc là dù Kane sắc bén như vậy, Bayern vẫn bị Leverkusen cho hít khói, nên khó có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch Bundesliga. Juventus tiếp tục trượt dài. Từng có lúc được xem là đối thủ lớn nhất của Inter Milan trong cuộc đua tới ngôi vô địch Serie A 2023-2024, nhưng Juventus giờ đã tụt xuống tận vị trí thứ 3 do liên tiếp nhận những kết quả không như ý. Với việc vừa để cho Genoa cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà, Juventus hiện kém Inter tận 17 điểm, 59 so với 76 và kém Milan số điểm tương đương một trận thắng. Riêng 8 trận đấu gần đây, bà đấm giá thành Turin tỏ ra cực kỳ tầm thường khi chỉ thu về vỏn vẹn 7 điểm, thắng 1, hòa 4. Suốt 13 năm qua, chưa bao giờ Luver chơi tệ đến thế. Bellingham không phải là vấn đề với Real. Không nhiều đội bóng thiếu vắng ngôi sao tấn công trong hai trận mà có thể khiến đối phương phải nhận tới 8 bàn thua ở những trận đấu này. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi và Real nằm trong số đó.
Do bị cấm thi đấu nên Jude Bellingham, tiền vệ tân binh đã ghi 16 bàn cho Real tại La Liga mùa này, buộc phải ngồi ngoài ở hai vòng đấu vừa qua. Những tưởng án phạt dành cho Bellingham khiến sức công phá của Real giảm đi, nhưng thực tế lại diễn ra hoàn toàn ngược lại. Sau khi đè bẹp Celta Vigo 4 bàn không gỡ, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại tiếp tục đánh bại Osasuna 4-2 cuối tuần qua đó tiến gần hơn tới ngôi vô địch. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng bóng đá mới nhất ngày hôm nay của chúng tôi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể quý vị ở những video tiếp theo.